Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn tịnh đức tăng già. Kính thưa quý vị đại biểu trong ban lãnh đạo các cấp chính quyền, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân thương, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần. Hòa trong không khí hân hoan của những người con Phật đón mừng ngày lễ trọng đại khánh đản của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cách đây trên 26 thế kỷ tại đất nước Ấn Độ xa xôi, một bậc vị nhân xuất hiện đem ánh sáng đạo màu về soi rọi nẻo nhân thiên. Sự xuất hiện của Ngài là trao truyền thông điệp từ bi và trí tuệ. Chính vì vậy mà hôm nay, nhân ngày lễ hân hoan kỷ niệm ngày khánh đản, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Vũng Tàu, vì gửi tình yêu thương đến toàn thể quý vị, những người hiện diện trên cõi đời vẫn còn đau khổ này, đó là truyền trao bức thông điệp yêu thương gửi gắm tất cả những tâm tư, tình cảm của những người con Phật. Vì vậy mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vũng Tàu chuẩn bị 200 phần quà đem đến cho những mảnh đời vẫn còn khó khăn, đau khổ. Đó là một phần nhỏ thể hiện sự yêu thương của những người con Phật luôn mang trong mình sứ mạng cao cả, và về tham dự chứng minh cho buổi lễ Phật đản cũng như là phát quà chiều hôm nay, chúng con xin được giới thiệu sự hiện diện của Thượng Tọa Thượng Thiện Hà Thông, Phó Thường trực Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vũng Tàu, trụ trì chùa Liên Trì. Chúng con xin cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Nguyên Xuân, trụ trì chùa Vạn Phước, Trưởng Ban Từ Thiện thành phố Vũng Tàu. Và về phía chính quyền, chúng tôi xin được giới thiệu bà Mai Ngọc Anh trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu. Giới hạn thời gian, chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện đông đủ của tất cả chư tôn tịnh đức tăng già tại thành phố Vũng Tàu chiều hôm nay cũng đã quang lâm về chứng minh cho buổi lễ phát từ thiện gửi gắm yêu thương chiều hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu các chú, các bác trong lãnh đạo các cấp chính quyền cũng đã trở về tham dự buổi chiều hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu. Và chúng tôi cũng xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị Phật tử đã hiện diện trong khuôn viên của khán đài chiều hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Và giờ này để bắt đầu cho buổi lễ phát quà, chúng con kính cung thỉnh trên Thượng Tọa Thượng Thiện Hà Thông có đôi lời phát biểu. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa bà Mai Ngọc Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu, kính thưa quý vị mạnh thường quân đã ủng hộ tình tài tình vật cho buổi phát quà chiều hôm nay, kính thưa toàn thể quý vị bà con, đại lễ Phật đản là một buổi lễ lớn của Phật giáo trên toàn thế giới. Đại lễ Phật đản đã trở thành một lễ hội văn hóa thế giới, được tổ chức Liên Hiệp Quốc công nhận là một lễ hội văn hóa vào năm 1999 và được tổ chức hàng năm tại nước Mỹ, nơi thành phố New York. Và nước Việt Nam chúng ta cũng hân hạnh được đăng cai tổ chức đại lễ Vê-sát 3 lần tại Hà Nội, tại Bái Đính và tại Tam Chúc. Cho nên đại lễ Phật đản đã trở thành một lễ hội chung của toàn thể nhân loại kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời, đem bức thông điệp từ bi vô ngã, tình thương tuệ giác đến cho toàn thể chúng sanh. Hôm nay trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, tri ân báo ân và tôn vinh hành nguyện của Đức Phật ra đời, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo thành phố Vũng Tàu
tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, chương lịch 2022. Và trong chương trình của Đại lễ Phật Đản chiều hôm nay có chương trình trao quà từ thiện 200 suất cho các đồng bào nghèo, các vị trong hội khiếm thị, khuyết tật, để thể hiện một chút tình thương của toàn thể tăng ni Phật tử, các mạnh thường quân gửi đến cho đồng bào đang nằm trong hoàn cảnh khó khăn. Và chúng con cũng nhận thấy sự hiện diện của Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng hiện diện trong buổi chiều hôm nay. Chúng con xin được giới thiệu Hòa thượng Thích Không Không, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Hồng Pháp Phật giáo thành phố Vũng Tàu. Và cho phép chúng con giới thiệu chung Chư Tôn Đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Chư Tôn Đức trong Ban Trị sự Phật giáo thành phố Vũng Tàu cũng tham gia hiện diện để tham dự buổi lễ trao quà chiều hôm nay. Và trên tinh thần đó, trao bức thông điệp từ bi vô ngã, tình thương tuệ giác đến cho tất cả mọi người, Ban Trị sự Phật giáo và Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo do Ni sư Thích Nữ Nguyên Xuân làm trưởng ban từ thiện đã vận động Chư Tôn Đức Tăng Ni, các mạnh thường quân trao 200 phần quà từ thiện cho tất cả đồng bào nghèo để thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật. Và đó cũng chính là bức thông điệp Đại lễ Phật Đản 2566 mà Ban Trị sự Phật giáo thành phố Vũng Tàu gửi đến cho tất cả quý vị. Và giờ phút này chúng tôi xin mời 10 vị đại diện chúng ta hoan hỷ bước lên khán đài, lễ đài để chúng ta nhận quà từ Chư Tôn Đức và đại diện các cấp chính quyền, đại diện các vị mạnh thường quân trao tặng. Như là Phó trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu hoan hỷ lên khán đài để trao quà. Xin hỏi chú cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho các anh đã được phần quà của Ban Trị sự Phật giáo thành phố Vũng Tàu. Tiếp theo xin mời 10 vị đại diện chúng ta lên phía trên để được nhận quà. Phật, chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Đạo Hiệu Thường Thông Hà Không hoan hỷ lên phát quà. Ngày đã sang lòng con tha thiết tâm cầu. Dạ, A Di Đà Phật, chúng con xin chân thành tri ân trên hòa thượng. Chúng con kính cung thỉnh quý ngài hồi quy bằng khách. Ngày rằm tháng tư sáng tươi về đây, trời bình minh ngàn chim liễu lo vườn cây. Ngày trần gian vui đón Đức Phật từ tôn, trong nắng mai huy hoàng ngày đan say. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, mừng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương. Mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà.
quang đã sáng rồi, về muôn lối biển khơi ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy ngài, nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sanh đời thôi hết khổ đau và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng. Ngày rằm tháng tư sáng tươi về đây, trời bình minh ngàn chim liễu lo vườn cây, ngày trần gian vui đón Đức Phật từ tôn, trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đan say. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, mừng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương, trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà, nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà. Hào quang đã sáng rồi, về muôn lối biển khơi ngàn trùng dương lướt trôi niềm tin khắp nơi. Nam mô chúng con kính xin lạy ngài, nam mô chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sanh đời thôi hết khổ đau và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng.